Nghe nó biết hết à? Nơi qua lập trường trước này, chú Thăng Long. Mà em gọi được cái không có trả lời đâu, mà em gọi tin nhắn cho nhanh. Mà khỏi bị tạp âm. Có biết không? Mình đang nói về số lượng ngay số lượng của tế bào thần kinh có bao nhiêu, số lượng tổng hợp cơ thể chúng ta có khoảng bao nhiêu, mẹ còn nghe lần nữa chưa, bao nhiêu tế bào. Bà Ngô Tùng Anh 100 tỷ, Nguyễn Văn Thông 86 tỷ. Tặng sướng ấy, cái này tế bào thần kinh mà mình quy đổi ra được một tế bào là một đồng nên rất là sướng. Bây giờ bạn thấy này, các bạn Ngô Tùng Anh rồi Nguyễn Văn Thông rồi Lâm Tử Bảo, Lâm Tử Bảo rồi Nguyễn Đức Hưng 11. Thế như vậy mà em thấy này, thì ở đấy thì như vậy thì nếu như mà tính tổng cơ thể đúng không, thì mình chỉ thấy như vậy thì có một số tác giả người ta mô tả đó là nó có hàng tỷ tế bào, hàng tỷ tế bào về thần kinh, nghĩa là liên liên quan đến về hệ thần kinh đó, tế bào này. Như vậy hàng tỷ người ta dùng đó là chữ trillion, trillions of neuron. Còn lại mấy em con số mà 86 đến 100 tỷ đó, thì đó là số lượng tế bào tại thần kinh ở não của chúng ta, ở não, được chưa? Tại não. Như vậy thì được có khoảng 86 đến 100 tỷ. Và cái tế bào thần kinh mình gọi là neuron á, và đơn vị giải phẫu á, thì người ta nói đang được chiếm khoảng tầm 10% trong 86 đến 100 tỷ đó, đối với não bộ hoặc là về chung chung của tế bào não. Về như vậy thì nó chiếm tầm tế bào thần kinh như vậy thì nó chiếm tầm khoảng 10% á, 10% mà hay. Còn lại như vậy thì nhắc lại, như vậy thì có hàng tỷ tế bào. Và còn về não thì như vậy thì có từ tầm 86 đến 100 tỷ, thì trong đó phần lớn đó là các tế bào thần kinh đền mà chủ yếu, nó khoảng 90%, còn lại khoảng 10% đó là các tế bào thần kinh. Về và một cái tế bào thần kinh thì mà em thấy như vậy thì nó sẽ gồm có gì, gồm có thân, đuôi gai và sợi trục. Đuôi gai thì như vậy thì nó sẽ có thể là nó thay đổi số lượng về cái đuôi gai của một tế bào thần kinh, nhưng sợi trục thì nó chỉ có một, và từ một sợi trục này nó lại có nhiều nhiều nhánh, nó có nhiều nhiều nhánh. Về phân loại theo cấu trúc thì như vậy thì mình chỉ thấy gì, người ta chia gì thành neuron nhiều cực, nhiều đôi gai, một sợi trục dài, chúng mình sẽ có cái hình để cho mọi em thấy. Rồi neuron hai cực, một đôi gai, một sợi trục mà hai hướng đối diện với nhau qua thân. Rồi neuron đơn cực có một nhánh ngắn bỏ ra từ sợi trục, và neuron giả đơn cực. Như vậy thì thực chất thì đuôi gai sợi trục thì nó có chung một đường, nó sẽ đoạn nó tách ra, gọi là neuron giả đơn cực. Thì đấy, như vậy thì chúng ta có, như vậy thì phân loại cấu trúc chúng ta có bốn bốn loại, đó là neuron nhiều cực, neuron hai cực, thì một số tác giả nhưng dùng đó là neuron lượng cực, neuron đơn cực, neuron giả đơn đơn cực. Còn về theo chức năng thì như vậy thì chúng ta sẽ có neuron về cảm giác, neuron về vận động và neuron trung gian. Ở đây mình hình ảnh chúng ta có về gì, thì nó đông với đứng đứng cực, đứng cực đấy, chúng ta có hai cực hay là lượng cực đấy, hai cực lượng cực đấy, chúng ta có gì đó là giả đứng đứng cực nhá, chúng ta có giả đứng cực nhá. Còn đây chúng ta có gì thì bao gì là đa cực ở đây. Như vậy thì mình chỉ thấy chúng ta có, xin lỗi, chúng ta có gì cả cái loại thể bao phân loại mà chúng ta theo cấu tạo, chúng ta theo chức năng. Về các cái tế bào thần kinh đệm, về các tế bào thần kinh đệm thì như vậy, như lúc nãy mình nói đó, nó nâng đỡ, nó bảo vệ, nó nuôi dưỡng, thì ở cả nó có hiện diện ở cả thần kinh trung ương và ngoài biên, mà có khả năng phân chia, gồm có ví dụ đây thì chúng ta có tế bào về đệm sau, đệm mang nội tụy, đệm ích cành, rồi tế bào thần kinh đệm nhỏ, tế bào thần kinh đệm ngoài ngoài biên, đệm ngoài biên. Thì đây chúng ta có tế bào đệm sau, tế bào đệm sau, rồi chúng ta có gì, đó là mang nội tụy, nó có mang nội tụy. Rồi chúng ta có gì, đệm nhỏ, chúng ta có đệm đệm nhỏ,
Rồi chúng ta có gì là đệm đệm ít căn, đệm ít căn, đệm ít căn. Rồi chúng ta có tế bào đệm thân kinh đệm ngoài biên, hay gọi là tế bào Schwann, là tế bào Schwann. À, tế bào Schwann này thì bạn chỉ thấy như vậy, thân kinh ngoài biên thì bạn chỉ thấy nó tham gia là tạo nên gì, tạo nên bao myelin, tạo nên bao myelin, tạo nên bao myelin. Và khi chúng ta nói đến bao myelin thì ở đây thì mình chỉ thấy này, đối với tế bào thân kinh đó, thì sợi trục của nó thì sẽ có sợi trục, nó sẽ có myelin và không có myelin. Thì myelin đây là gì? Myelin đây thì mình chỉ thấy như vậy đây, cái phần mà bọc lấy cái sợi trục của cái tế bào thân kinh, bọc lấy đây, bọc lấy đây. Được chưa? Thì vai trò của nó là nó tạo nên vùng cách điện, mà em thấy như vậy, giữa sợi trục này đây. Như vậy thì nó tạo nên vùng gì, vùng cách điện để ngăn chặn sự phạt cạt xung thân kinh ngắn giữa cả cái sợi thân kinh. Rồi gì nữa, cả một cái yếu tố vai trò rất là quan trọng đó là gì, nó dẫn truyền xung động thân kinh nhanh hơn, dẫn truyền xung động thân kinh nhanh hơn, dẫn truyền xung động thân kinh nhanh hơn. Và ngoài ra thì nó giúp tái tạo các sợi thần kinh ngoài biên, đối với thần kinh ngoài biên nhé, đây mình chỉ thấy đối với thần kinh ngoài biên. Thì ở thần kinh ngoài biên thì mình chỉ thấy như vậy, lúc này mình có tế bào thần kinh đệm, tế bào xoắn đó, thì như vậy thì gì, nó giúp duy trì môi trường của sợi trục, rồi các kinh của sợi trục, nó do vậy thì nước tái liên kết một thụ thể hay một chất đặc hiệu. Và ở cái vai trò này từ đây thì sợi thần kinh trung ương thì nó cũng có khả năng này, nó có khả năng này. Thì ở đây bạn thấy như vậy thì sợi thần kinh sợi trục của thần kinh mình thì thấy như vậy, đây là có myelin và ở đây mình thì thấy như vậy, chúng ta có myelin, có myelin và giữa các cái bao myelin ở đây thì bạn thấy như vậy thì chúng ta có gì, có phần nút, có phần nút đó là phần nút rong vi, rong vi, phần nút đây, nút rong vi ở đây, chúng ta có như vậy. Khớp thần kinh hay gọi là các cái synapse. Thế như vậy thì giữa các cái tế bào thần kinh với nhau nó sẽ kết giữa ở đây chúng ta có giữa gì, sợi trục rồi với căn rồi thân rồi với các cái cơ quan mà nó cái mục đích của nó như vậy tạo thành khớp thần kinh. Thì khi bạn học đó thì chúng ta có một khái niệm người ta gọi đó là khớp xương nữa, được chưa, giữa các cái xương đấy chúng ta có thần kinh, khớp thần kinh. Những cái này thì mình nhắc qua thôi, chúng ta có gì đấy để cho gì, để cho mẹ em chúng ta có được cái nhìn về cái mặt về cái cơ bản, về cơ bản của thần kinh trước khi chúng ta vào bài. Rồi đây nữa thì mẹ em thấy chúng ta có gì, cái về khái niệm là chất xám. Chất xám thì ở đây thì mẹ em thấy là nơi tập hợp những cái thân nơ rông và các cái sợi trục cũng có bao myelin, thân nơ rông và các sợi trục cũng có bao myelin. Như vậy thì phần lớn đó là nơi tập trung hợp các thân nơ rông và các sợi trục mà không có bao myelin đó. Thì ở đây như vậy thì bạn thấy khác tất cả là gì, đó là tập hợp những sợi trục mà nó có bao myelin, sợi trục có bao myelin. Thì một số tác giả người ta nói rằng trước đấy người ta nghĩ rằng là gì, nó trong chất trong tế bào thần kinh thành thân của nó thì có thể nít thì nó có màu xám, chính vì vậy thì chất xám nó tập trung thân nó rông nên nó có màu xám. Tuy nhiên thì hiện nay thì quan điểm gì, người ta nói rằng là gì, đó là chất xám tập hợp các thân nó rông và sợi trục mà không có bao myelin. Thì chỉ vì bao nhiêu liên mạng chỉ thấy như vậy thì nó có màu trắng, hơi ngà trắng. Bên này thì chất xám thì nó không có bao nhiêu liên mạng, chỉ thấy nó sẽ ngà nó tối hơn, xám hơn so với phần chất chất trắng. Được chưa? Như vậy thì người ta nói đang gì? Như vậy thì phần trắng và chất xám này thì một phần do gì, đó là có sợi trục không có bao nhiêu liên đối với phần chất xám, và chất trắng tập hợp sợi trục mà có bao bao nhiêu liên. Ở đây là mảnh chỉ thấy một cái cấu trúc của một sợi dây thần kinh thuộc dây thần kinh ngoài biên đấy. Như vậy thì bọc phía bên ngoài này đấy thì mảnh chỉ thấy đấy, chúng ta có gì, đó là màng trên thần kinh, chúng ta có màng trên thần kinh bọc xung quanh màng trên thần kinh này đây, thì mảnh chỉ thấy như vậy thì chúng ta có bên trong này đó là các cái bó bó thần kinh, chúng ta có đây là các cái bó thần kinh, được chưa? Và như mảnh như thế này thì bọc bên ngoài bó thần kinh này đấy thì chúng ta có đó là màng quanh thần kinh, màng quanh thần kinh, và chúng ta mở ra chúng vào trong này ở đây. Thì như vậy thì mình chỉ thấy chúng ta có sợi trục nó được bọc bởi bao myelin đây này, nên nằm đây có sợi trục bao myelin đấy. Thì như vậy thì bọc quanh sợi trục có bao myelin đây thì chúng ta gọi là mang trong thần kinh. Như vậy thì một cái sợi thần kinh mình chỉ thấy như vậy, chúng ta gọi mang trên thần kinh, có mang quanh thần kinh, có mang trong thần kinh, được chưa? Và bên trong sợi dây thần kinh mình chỉ thấy chúng ta có mạch máu, chúng ta có động mạch, và chúng ta có tĩnh mạch đây, chúng ta có tĩnh mạch đây, được chưa? Chúng ta có mạch đây rồi. Bây giờ này
một số cái khái niệm. Cái này thì tại vì sao, tại vì mẹ em khi mẹ em đọc cả cái tài liệu á, khi chúng tôi đọc cả cái sách thì đôi khi chúng ta không để ý, và chúng ta học thì chúng tôi thấy rất là khó học, và chúng tôi thấy rất là khó học, và chúng ta nghĩ à, vì sao thì gọi là nhân, vì sao gọi là hạt. Thì cái này thì chúng ta có một cái tổng hợp để cho mẹ em có một nhìn tổng quan, chúng ta nhìn cách rõ hơn, và chúng ta đọc thì chúng ta dễ hiểu hơn. Đó là gì? Đó là chúng ta dùng cả cái từ khi người ta dịch ra thì bây giờ thì tiếng Việt là gì? Đó là nơi tập trung thân thể và thần kinh. À, thì gọi là hạch, thì nó nằm ở thần kinh ngoài biên. Ví dụ chúng ta có hạch gan, được chưa? Rồi đối với nhân thì như vậy, gọi là nhân, xin lỗi, gọi là nhân thì nếu như nó nằm bên trong hệ thần kinh trung ương. Ví dụ chúng ta có nhân hoài nghi, nhân trực tư vân vân, thì sao nên làm sao? Rồi nếu tập trung các cái sợi đuôi gai và sợi trục, à, thì dây thần kinh thì ở thần kinh ngoài biên, thì chúng ta ở hệ thần kinh ngoài biên nó gọi là thần kinh sọ, ví dụ như bó thì nó nằm bên trong hệ thần kinh trung ương á, thì gọi là bó vỏ gai bó trục. Như vậy thì chúng ta nhìn nôm na là chúng ta có tập trung thân thì ở ngoài biên thì gọi là hạch, trung ương thì nhân, và nếu như tập trung của sợi đuôi gai sợi trục ngoài biên thì gọi là dây thần kinh, và trung ương thì gọi là bó. Và như vậy thì để cho khi chúng ta nghe, chúng ta dễ chúng ta hiểu, chúng ta nắm được nhé. Rồi vậy thì khi mà mẹ em nói như vậy thì mình có một câu hỏi để cho mẹ em về nhà để mẹ em tìm hiểu, đó là thì cơ thể của chúng ta thì có cơ quan nào mà không có thần kinh để chi phối, được chưa? Trong cơ thể chúng ta cơ quan nào, tạng nào, phần nào của cơ thể mà không có thần kinh để chi phối, nói về tìm hiểu cho người nhá. Rồi bây giờ chúng ta vào cái phần chính của ngày hôm nay, là sau khi mà em có một cái nhìn bài cương về thần kinh, thì mà em vào phần hôm nay về giải phẫu của thần kinh trung ương. Đầu tiên đó là chúng ta có thần kinh trung ương, chúng ta có tùy gai và não bộ nhá. Bây giờ thì phần đầu tiên chúng ta học đó là về tùy tùy gai. Như vậy thì chúng ta sẽ đi đi từ dưới lên, mà em thấy đây chúng ta có thần kinh, chúng ta có này, chúng ta có não bộ và chúng ta có tùy gai. Chúng ta đi từ dưới lên, chúng ta có này tùy gai, chúng ta có thân nào, chúng ta có tiểu nào, chúng ta có giang nào, chúng ta có đoán đoán nào, được chưa? Và mình hay là vui, mẹ em là phần thần kinh này nếu như mẹ em không học ngay từ đâu, như vậy thì chúng ta sẽ gì, tùy gai, thân nào, tiểu nào, giang nào, đoán nào, và cẩn thận của những mẹ em sẽ loạn nào. Nên là cố gắng chúng ta phải học ngay từ đâu. Thì ở đây mẹ em thấy này, như vậy thì chúng ta sẽ mô tả đi từ dưới lên, chúng ta đi từ tùy gai, chúng ta lên trên này. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cái gì, đó là phần tùy gai, thân não và tiểu não. Đầu tiên tùy gai, tùy gai thì mẹ em thấy như vậy thì nó thuộc về hệ thần kinh trung ương, được chưa? Và tùy gai thì mẹ em thấy nó sẽ nằm ở trong ống sống, nằm ở trong ống sống. Nhưng mà tùy gai nằm trong ống sống này thì mẹ em thấy này, như vậy thì nó không chiếm trọn lấy hết ống sống, được chưa? Nó không chiếm trọn lấy ống sống, được chưa? Và mẹ em thấy này, thì tùy gai đi từ lồ lở của xương trầm và nội sụn phía dưới này thì dừng lại khoảng đi giữa đốt sống, giữa đốt sống thắt lưng một và đốt sống thắt lưng hai, đốt sống thắt lưng một và đốt sống thắt lưng hai, được chưa? Rồi là cả thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì mẹ em thấy này, như vậy thì phân ở tùy gai ở đây chúng tôi nhìn thấy nó trong một sông, trong một sông, được chưa? Thì ở tùy gai thì mẹ em thấy đấy, chúng ta nhìn từ bên sang thì mẹ em thấy như vậy thì nó các đoạn phân đây, chúng ta có phân cổ, nó có phân thắt lưng, chúng ta có phần thắt lưng, chỗ phần ra thì các cái phần này thì mình thấy này, thì như vậy á, thì người ta chia tùy gai thì người ta cũng chia nó thành các cái phần hay là các cái đoạn, nó gần tương tự giống như là gì của bên gì bên cuộc sống về bên học về. Như vậy thì chúng ta có này tùy này, chúng ta có này tùy cổ này, tùy đồng cổ này, đoạn ngực này, đoạn thắt lưng này, cùng một cục thì cùng một cục đấy, thì người ta không còn mô tả đó là cùng một cục mà gọi là đoạn tùy, gọi là đoạn tùy. Do như vậy thì cả cái đoạn tùy mà cuối cùng và cuối cùng thì mình thấy người gọi tên gọi là nằm trong nón đoạn tùy. Như vậy thì chúng ta có đoạn tùy, như vậy thì mình thấy như vậy thì nó có phân cung và phân cung, gọi là có gì, đoạn cổ, đoạn ngực, thắt lưng và nón tùy nhá. Và nón tùy rồi tiếp tục này, thì bây giờ này mình này, thì như vậy thì lúc này mình nói là có hai cái phân, là phân cổ và phân thắt lưng á, phân cổ phân lưng này, thì từ đây này, từ tùy gai, từ các cái đoạn tùy của tùy gai này đây, đoạn tùy tùy gai này, thì mà em thấy như vậy thì nó sẽ cho ra gì, như vậy thì nó sẽ cho ra các cái đôi dây thần kinh gai sống, đôi dây thần kinh gai sống. Như vậy thì lúc này chúng ta nói đó, chúng ta có 31 đôi dây thần kinh gai gai sống, được chưa?
và mảng này này chúng ta có này, như vậy thì gì đối với đồng cổ này như vậy thì nó cho ra 8 à, chúng ta cần 8 đôi, đôi ngực là 12, thắt lưng thì 5 đấy nhá, à, rồi nóng tủy như vậy thì mảng này nó sẽ cho 5 cung có 4 một cục, 5 cung có 4 một cục, à, đây như vậy. Ở đây mà em thấy muốn hình ảnh à, từ các cái đồng tùy này, như vậy thì nó sẽ cho ra các cái dây thần kinh gai gai sống và cho ra dây thần kinh gai sống. Thì đối với đồng tùy mà em thấy như vậy thì từ tùy cổ 1 này à, cho đến cổ 8 ở đấy á, thì như vậy thì à, đây mà em thấy đoàn tùy cổ, xin lỗi, đoàn tùy cổ ra đấy á, thì mà em thấy như vậy thì các cái dây thần kinh gai sống á, các dây thần kinh gai sống đấy mà em này, như vậy thì nó sẽ đi ra à, đi ra khỏi ống sống được chưa, à, đi qua khoảng giãn chúng ta gọi là khoảng giãn đường sống, à, như vậy thì mà em thấy nó nằm tựa lên phía trên, à, nằm tựa lên phía trên của cả cái cuốn cung đường sống, thì đấy cái khoảng giãn đường sống nó tựa phía trên đấy, phía trên gạch đường sống đó, ví dụ như tùy cổ một, như đoạn tùy cổ một như vậy tựa lên cái đường sống cổ một, đây 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Thì tám thì tại vì nó như vậy thì chúng ta là chỉ đột sống, thì chúng ta chỉ có cổ, thì chúng ta chỉ có như bảy đột sống cổ mà thôi, được nhá. Rồi còn từ ngực, đoàn tùy cổ ngực á, thì mà em thấy như vậy thì nó lại ở phía dưới, nó ở phía dưới, nó ở phía dưới đây, nó ở phía dưới, em mà em thấy cổ thì nó ở phía trên này, đột sống của nó này, nhưng vì tùy thì như vậy nó ở phía dưới, ở phía dưới nào, được chưa? À, và ở trên lâm sàng thì mà em thấy người ta có một cái để mà người ta sử dụng nữa, đó là gì? Đó là người ta lấy cái mốc, đó là liên quan đến với các mầm gai gai và các cái đục sống. Thì đục sống thì mình ảnh thể các mầm gai chúng ta sơ thể được không? Được, bạn học rồi đấy, học rồi rồi, về phần vận động chúng ta học rồi. Như vậy thì người ta có các cái số công thức, à, một số cái sinh lượng, cũng là người ta có công thức đấy. Người có công thức để người ta ước, à, nếu chúng ta sơ thể được cái mầm gai, à, chúng ta sơ thể được mầm gai của đục sống đó. Thì như vậy thì tương ứng ở phía trong thì chúng ta có đoàn tùy nhiêu. Nha, à, vì là sao, vì là em thấy như vậy thì đoàn tùy tùy gái chúng ta thì em thấy như vậy thì nó cũng chuyển tròn hệ trong sống, như vậy thì nó như năm lập thọ phân vị trên khoảng 3 vị trên đồng sống vị trên này thôi, được nhá, à, như vậy thì ở đây em thấy này thì chúng ta gọi là như vậy thì ở vùng cổ thì người ta nói rằng chúng ta gì cái sơ để mồm gai, cái mồm gai được sống cổ thì chúng ta cộng một với đồng tùy, nha, như vậy số đồng tùy là bằng mồm gai chúng ta cộng một, ờ, ngực trên từ ngực 1 đến ngực 5, như vậy thì một số mầm gai chúng ta sẽ cộng 2, à, ngực dưới ngực 6 đến ngực 10 thì mầm gai cộng 3, chúng ta sơ mầm gai của à, ngực 11 thì nó tương ứng với 3 đoạn tùy thắt lưng 2 và 4, mầm gai của ngực 12 thì như vậy thì nó sẽ tương ứng với các đoạn tùy tùy trên cùng, và mầm gai đột sống lưng 1 thì như vậy thì các đoạn tùy cùng dưới và tùy tùy phục tùy cùng. Ở tiếp theo này thì bạn thể này, như vậy thì phân cổ phân thắt lưng này mình nhắc đi nhắc lại cho bạn thể đặc biệt cái gì, như vậy thì các cái vị trí của phân này, như vậy thì từ đây nó sẽ cho ra các cái đôi dây thần kinh gai sống, và các cái đôi dây thần kinh gai sống này vì chúng ta phân cổ thì nó tạo nên gì, chúng ta có à, các cái đám rối mà chúng ta cần đặc biệt chú ý, ví dụ đám rối thần kinh về cánh tay, như vậy thì nó sẽ cho nó tạo thành các cái dây thần kinh để chi phối vận động và cảm giác cho phân ở chi trên. Rồi chúng ta có phân thắt lưng, rồi chúng ta có như vậy tạo thành các cái đồng rối về thắt lưng. À, rồi ở phân nón tùy thì chúng ta có đoàn tùy cung và cuộc. Thì ở phân cung đoàn tùy này đấy thì mà em thấy như vậy đấy, chúng ta có sợi mà người ta nói nó không phải là dây thần kinh. Dây thần kinh nó đi tiếp tục từ nón tùy này nó đi xuống phía dưới này. Ở đây người ta gọi đó là dây thần cung, người ta gọi đó là dây thần cung. À, dây thần cung. Rồi tiếp tục nữa, chúng ta có thêm cái gì chúng ta chú ý nữa. Đó là mà em thấy này, vì tùy cái mà em thấy như vậy thì nó năm là không phải là chịu hết cũng sống ở đấy, khoảng 2 mắt trên này, như vậy thì mà em thấy các cái dây thần kinh gai sống á, nó đi ra khỏi ống sống thấy chưa, thì khi đi ra khỏi ống sống này thì mà em thấy này ở đoàn cái gì, ở đoàn thắt lưng, à, thắt lưng cùng và cuộc, như vậy thì mà em thấy như vậy thì nó sẽ có một đoàn mà sẽ chạy dây thần kinh rồi nó chạy trong ống sống, rồi sau đó mà nó mới đi ra ngoài thấy chưa, làm như vậy thì nó tạo thành một mà em thấy như vậy thì một cái chung này, à, chùm dây ở đây, như đây người gọi là chùm đuôi ngựa, gọi chùm đuôi ngựa. Bây giờ mà em nhìn thấy đây, chúng ta có gì? Tùy gai, à, chúng ta thấy đoàn tùy gai đây. Thì tùy gai thì mà em thấy này,
Như vậy thì khi mà chúng ta học về đột sống á, cuộc sống á, thì các cái đột sống mình xếp chồng lên nhau, thân đột sống xếp chồng lên nhau, ở đây là các đột sống mình xếp chồng lên nhau tạo thành gì, chúng ta gọi cái đó là cuộc sống đúng không? À rồi lồ đột sống, khi mà các cái đột sống nó xếp chồng lên nhau vậy là tạo ống ống sống. Thì ở đây tùy gái thì bạn thấy như vậy thì các cái đồng tùy nó xếp chồng lên nhau về đây, được nhá. À và từ ở tùy gái ở đây thì bạn thấy như vậy thì đi ra nó sẽ có các rễ, rễ trước và rễ sau của thân cánh gái gái sống, rễ trước và rễ sau thân cánh gái sống. Hay là một số tác giả thì người ta sử dụng đó là rễ bùng và rễ lưng. À, như vậy thì chúng ta nhớ khi học đại cương chúng ta học rồi, bùng và lưng, khái niệm bùng phía trước, lưng phía sau. À, rễ như vậy thì rễ trước và rễ sau thân cánh gái gái sống. À, như vậy thì mẹ em thấy đây chúng ta có. À, và thêm một tùy gái nữa thì mẹ em thấy như vậy thì chúng ta nhìn thấy gì khi mà các cái về hình hình thể ngoài của nó thì mẹ em nhìn vào đây này. Như vậy thì mẹ em thấy như vậy thì nó sẽ có các cái khe, rồi nó sẽ có các cái rành, nó có cái khe, nó có cái rành nhá. À, thì các cái khe, các cái rành thì nó sẽ chia tùy gái ra thành các cái phân. Thì chút nữa về mặt hình thể ngoài thì chúng ta nói để nó. Rồi tiếp tục ở đây nữa thì bạn thấy này, như vậy thì lúc này mình nói là tư tùy gái nó cho đoàn các đồng tùy nó cho ra các cái dây thân cánh gái sống như vậy á, 31 đôi dây thân cánh gái sống vậy. Khi mà em thấy về tùy gái thì các cái dây thân cánh gái sống đó thì nó sẽ các cái nhánh nó tư gấp các cái đồng tùy đó. Thì như vậy thì nó sẽ để được chi phối về cảm giác, cảm giác nhá từ phân đoàn, từ phân đoàn này, hay từ phân đoàn của các cái phân của cơ thể chúng ta đây. À, chúng ta có ví dụ đây thì đoàn tùy cổ 2, cổ 3, cổ 4, rồi từ cổ 5 đến cổ 6, rồi chúng ta có cổ 7, 8, ngực 1, ngực 2, ngực 3, cổ 5, ngực 6, 7, 8, đây mà em thấy đây, ví dụ ngực 10, ngang rổ chẳng hạn, vượt trực với phân hệ tiêu hóa, mình có giải thích về cái đau mà cảm, đau phần chiếu, refer pen, pen cho mẹ em, refer pen cho mẹ em, đây. Rồi chúng ta có gì về thắt lưng 1, 2, 3, 4, các tiệt đoàn, thân kính tương ứng ở đây chúng ta có. Như vậy thì ở đây chúng ta có cung 2 ở vùng mông, chúng ta có cung 2, cung 3 ở đây. À, như vậy thì nó sẽ có tiệt đoàn thân kính tương ứng ở vùng vị trí da tương ứng đó, là chi phối của đoàn tùy gai. Ở đây một hình ảnh chúng ta cắt mặt phần ngang, hay mặt phần ngang, chúng ta đi ngang qua đoàn của ống sống, đương nhiên đi ngang qua tùy gai. Thì chúng ta thấy được đây chúng ta có thân của cuộc sống, chúng ta có mỏm gai, mỏm ngang, chúng ta có đây là di tủy tủy gai, mà nhìn thấy đây chúng ta có di phân đây phân chất xám, rồi phân chất trắng, rồi chúng ta có rễ, chúng ta có rễ trước, chúng ta có rễ sau, rễ bụng, rễ lưng nhá. Rồi đây chúng ta có về các cái màng, rồi mạch máu thần kinh trong cuộc sống này, mạch máu thần kinh rồi lớp đầy và tổ chức mờ. À, như vậy thì một hình ảnh cắt ngang qua để cho mẹ em nhìn một cách chúng ta nhìn tổng thể trước khi chúng ta đi vào sâu chi tiết hơn. Thì như vậy ở đây chúng ta nhìn chúng ta cắt một đoạn tùy và chúng ta mô tả bề ngoài như nào. Thì lúc này mình nói như vậy thì trên bề mặt của nó thì nó sẽ có các cái khe và các cái rành. Thì ở đây thì chúng ta nhìn thấy này, ở phía trước thì chúng ta có khe giữa, chúng ta có khe giữa ở trước giữa ở đây chúng ta có khe giữa, ở phía sau thì chúng ta có rành giữa thì nó lớn hơn, bên này nó sâu hơn, được chưa? Rồi ngoài ra là chúng ta có gì, có rành bên sau, rồi rành bên bên trước, thì tại đây mình chỉ thấy như vậy thì chúng ta có nơi đi qua, ở đây mình chưa nói là đi ra đi vào cả, mà anh chú ý đi qua của rễ trước rồi rễ sau của cái thân cánh gái gái sống này, ở đây mình thấy như vậy này. Rồi như vậy thì cả cái rành này thì nó sẽ chia cái tùy gái như thế nào? Đồng tùy cổ cũng là tiếp phần này đã, ở phần tùy cổ và ngực trên. Thì ở đây thì mẹ em thấy như vậy thì ở phía sau này thì phân tùy cổ của ngực trên thì chúng ta có thêm rành, đó là rành trung gian sau, có rành trung gian sau nhá. Và rành trung gian sau này á, thì mẹ em thấy như vậy thì ở phần ở phía đây rồi, đúng rồi, rành trung gian sau đây, như vậy thì nó chỉ hiện diện ở đoạn tùy cổ và ngực trên, ở đoạn tùy cổ và ngực trên đây. Thì về hình thể trong của đoàn tùy á, hình thể trong của đoàn tùy á, thì mẹ em thấy này, như vậy thì chúng ta có này, chúng ta có cái phân chất xám, chúng ta có phân chất xám là hình chữ H, hạt hoa. Còn phân chất trắng thì nó phân ở phiền phía ngoài này, đoàn phía ngoài này, được chưa? Và ở phía trong của tùy gái thì mẹ chỉ thấy chúng ta có chi tiết đó là ống trung tâm. Ống trung tâm á, thì mẹ chỉ thấy như vậy thì trước đây thì một số tác giả thì người ta nói rằng ống trung tâm đó là nơi không có dịch nào tùy.
Tuy nhiên thì như vậy thì người ta nghiên cứu người ta thấy rằng ở trung tâm thì nó đôi khi, mình nói đôi khi chứ không phải thỉnh thoảng hay là thường xuyên, đôi khi thì nó có chứa dịch não tụy. Và phần ở trung tâm á, mình chỉ thấy như vậy thì tầng cùng ở phía dưới về phần não tụy thì nó phân ra người ta gọi đó là tụy thấp tầng cung, tụy thấp tầng cung. Và tụy thấp tầng cung này thì một số tác giả thì người ta xem nó là não thất năm, đó là não thất năm của cơ thể, não năm của cơ thể thế nhá, não 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 thất năm của cơ thể. Thì bây giờ chúng ta qua về phân chất xám thì mẹ em thấy như vậy thì nó hình chữ hạt hoa, nó sẽ gồm có nẹt ngang và hai nẹt dọc. Ở nẹt ngang này thì mẹ em thấy như vậy thì nó gồm có phân gần về tổng trung tâm, chúng ta có chất trung gian trung tâm, rồi chúng ta có chất trung gian bên. Còn nẹt dọc này thì mẹ em thấy như vậy thì chúng ta có gì, sừng ha, phía trước là chúng ta có về sừng trước về về vận động, rồi chúng ta có sừng sau sừng về cảm giác. Còn ngoài ra chúng ta có sừng thứ ba nằm ở phần dọc của chất xám, đó là xương bên. Thì xương bên này thì đôi khi nó à, xương bên này nó chỉ hiện diện di đoạn từ cổ 8, ngực 1 cho đến thắt lưng 2, thắt lưng 3. Được chưa? À, thắt lưng 2, thắt lưng 3. À, thì cả này thì mình chỉ thấy như vậy thì vì sao cổ 8 rồi ngực 1, vì sao thắt lưng 2, thắt lưng 3, thì cả này như vậy thì chúng ta có gì? Một số đặc giả thì người ta nói là từ cổ 8 cho tới thắt lưng 3, thắt lưng 2, và một số thì là cổ 8, thắt lưng 2, thắt lưng 3. Ngoài ra thì hiện nay thì có một số tác giả thì người ta lại sử dụng đó là ngực 1 và người ta có cổ 8. Thì như vậy thì ở đây thì tôi nêu ra để cho mấy anh chị thấy, à như vậy thì nó khoảng từ cổ 8, ngực 1, thắt lưng 2, 3 thì chúng ta có đi phân tích xả phân dọc thì chúng ta có xương xương bên, hiện diện xương bên. Được chưa? À, và các cái sừng của phân chất xám này mà em thấy như vậy thì khi mà các cái đoạn tùy nó sẽ chồng với nhau như vậy á, thì các cái sừng phân mà chất xám này gọi đó là các cái cột, gọi là cột à, cột, để cho mẹ em nghe mẹ em hiểu sau đó vì sao người ta gọi à, khi thì gọi là nhấn, rồi sau thì gọi là cột vân vân. À, rồi tiếp tục ở đây hình ảnh là em thấy như vậy thì chúng ta có phân chất chất xám ở đây à, phân chất chất xám nhá, chữ hạt hoa tổng trung tâm ở đây. À, và đây nữa thì mẹ em thấy vì cái hình ảnh này đưa mẹ em thấy á, thì nó cũng tương tự như vậy đó, tương tự giống như hôm lúc này đó, phải chứ cả, nhưng mà nhìn thì một vẻ đẹp hơn ha. Cái đấy thì mẹ em thấy thì cái phần này người ta có một chủ ý là gì, đó là chủ ý rằng á, chúng ta khi chụp như này thì gì, đó là rễ rễ trước và rễ sau của thân kính gai sống thì nó cũng thuộc về tủy gai, nhớ. Và cái này thì nhiều người nhầm, mà chỉ người nhầm nên người ta mới ghi cái câu chủ ý này, thì mẹ anh chị nhớ. Rồi ở trong những xin lỗi, trong phân chất xám của tủy gai, chất xám tủy gai như vậy thì mẹ em thấy nó có rất là nhiều vùng, rất là nhiều các cái nhân, tức là các cái nhân vùng ở trong đó. Ví dụ như chúng ta có như vùng rìa hay là bờ bờ như vậy thì nó là tại vùng đỉnh của xương sau của tủy gai, xương sau tủy gai. Thì như vậy đấy thì nó về cảm nhận, về cảm giác đau, rồi về cảm giác về gì nhiệt đến truyền truyền cảm giác đau nhiệt về nào. Rồi chúng ta có như vậy thì chúng ta có về cái kéo đấy, những kéo đấy, những kéo cả tài liệu của mẹ em đọc á, chúng ta có những kéo đấy như vậy thì nó nhận về gì, đau rồi nhiệt rồi cảm giác như vậy thì xúc nhẹ như vậy thì về về não bộ. Rồi chúng ta có những chỉnh, cái này thì gốc từ Latin đây, mình dịch ra thì có những chỉnh đây. Rồi chúng ta có như vậy thì có các cái những lưng thân nhân sau của clad hay là cột clad. Rồi chúng ta có gì nữa, chúng ta có những trung gian bên, những trung gian bên chưa. Rồi phía trước cái xương trước này, ở đây xương sau, về xương trước ở đây chúng ta có như vậy thì nhắc nhấn vào vận động bên rồi trong, vận động bên trong ha. Còn ngoài ra nữa thì hiện nay thì có người người ta có phân chia các cái phân về chất xám của tủy gai mà theo gọi là theo các cái lamina này. Thì các lamina thì cái này thì người ta gọi đó là, mình ở đây mà em học, khi mà em học cái đục sống đó, thì người ta dịch đó là cái mành nhá, các cái mành như đây, các cái mành hoặc là các cái lớp. Thì như vậy thì chia cái phân chất xám mỗi bên á, của tuyến tùy á, như vậy thì nó có 10 10 cái lam như vậy là 10 mảnh á, 10 mảnh 10 lớp này. Như vậy thì chúng ta có như vậy thì ở về sinh sau chúng ta có từ số 1 tới số 6 sinh trước, như vậy thì số 7 thì số 9 còn
thì mảnh 10 này hay là 10 này thì nó vòng quanh lại gì cái ống trung tâm, nó sẽ quanh lại cái ống trung tâm. Như vậy thì cái này phân chia theo gì, red à, red đây mình gì thấy đây này thì nó có red, mình gì về mình gì gọi mình xem từ red là ống nào được chưa. Tôi biết bây giờ chúng ta qua về chất trắng. À, chất trắng thì như vậy thì lúc này khi mà phân đầu á thì chúng ta có nói như vậy tập hợp các cái núi gai rồi xong là núi gai rồi các cái sợi trục nó có 30 lý lúc này mới nói được không. Như vậy thì khi mà các cái đoàn tùy của nó xếp chồng lên nhau như vậy á nhá, à, thì các cái sợi nó chạy như vậy á thì nó gì, đó là mục đích gì, đó là gồm vào các cái sợi về vận động thì nó lý tâm từ nào xuống, các sợi về cảm giác thì nó hướng tâm nó đi lên nào, rồi các cái sợi nó liên hợp thì nó nối giữa các cái tâm tùy với nhau. Và như vậy thì mẹ em thấy chúng ta tưởng tượng giống như cái sợi thừng mà chúng ta treo từ trên cao chúng ta treo xuống vậy, treo lên ngon vậy nhá. À, các cái sợi cái sợi trục đưa ra là cài cài như vậy nên người ta gọi đó là các cái thừng, nên người ta gọi đó là các cái thừng. Còn bên chất xám, à, chất xám gọi là các cái cột, thì bên này gọi là các cái thừng. À, cần, nhá. À, như vậy thì mẹ em thấy nhá. Thì ở đây thì chúng ta có về chất trắng á, như vậy thì chúng ta có khe giữa. À, chúng ta có rành giữa, chúng ta có rành bên trước, chúng ta có rành bên sau, nó sẽ chia mỗi nửa tùy gai này, à, không chất trắng này này, gồm có này, thân trước này, thân bên này và thân sau này, à, nhìn nhá, và thân sau ở đây, rồi tiếp tục, như vậy thì bạn hiểu vì sao gọi là thân này, rồi và cái mỗi đồng tùy như vậy thì bạn thấy này, như vậy thì trên một đồng tùy thì nó sẽ có gì, như vậy thì nó chặt cái bỏ thông tin đó, như vậy thì bạn phải như vậy thì là tay cái tế xuống dưới như vậy thì mới gọi sẽ thân thân trước thân bên, à, thân trước thân bên là thân sau này cái tâm đây, như vậy thì chúng ta có các cái bỏ nó bỏ thông tin thì ở đây thì bạn thấy này, như vậy thì ở về ở thân trước, ở thân trước ở đây, ở thân trước ở đây rồi thân sau ở đây, à, thân sau ở đây rồi chúng ta có thân bên nhá. Thì trên hình ảnh này em thấy này, như vậy cái phân nó là màu xanh này, phân màu xanh này thì như vậy thì người ta nói rằng đây là các cái bọ mà nói gì, à, các cái bọ này á thì mà em thấy như vậy thì nó là đi đi lên, đi lên, đi lên nhá. Còn màu đỏ này chiều nói gì, đó là nó đi đi xuống, như vậy thì nó dừng chiều nó thế này đi đi xuống đây, đi xuống màu đỏ nhá. À, đi xuống lên đi xuống thì mình bây giờ mình xem thử chúng ta có các cái bỏ gì, à, các cái bỏ thần kinh nằm ở phần chất trắng là dùng từ bỏ gì nhá. À, như ở đây thì mẹ em thấy như vậy thì chúng ta có bỏ vỏ gai trước, bỏ vỏ gai trước thì một số tác giả người ta sử dụng đó là bỏ thảo trước, người dùng đó là bỏ thảo trước nhá. À, nói để cho mẹ em dễ theo dõi đôi khi mẹ em đọc sách mà mẹ em thấy vì sao đây là bỏ tháp, vì sao đây gọi là bỏ vỏ gai. À, vỏ gai đây là bỏ vỏ gai trước được chưa, rồi đây chúng ta có bỏ mái gai, chúng ta có bỏ mái gai thấy chưa, ở đây thì chúng ta có gì bỏ tiền đính gai, à, bỏ tiền đính gai rồi đây mà em thấy như vậy thì, à, chúng ta có gì nữa cái phần mà phần bỏ đi xuống này ở thân trước, ở thân trước ở đây thì chúng ta có bỏ bỏ lưỡi gai, à, chúng ta có bỏ lưỡi gai được chưa. À, thì như vậy thì mình có này, như vậy thì bỏ vỏ gai trước thì nó nằm thân trước đây này, thì chức năng nó là vận động có ý thức được chưa. À, rồi như vậy thì lúc này chúng ta có đó là bỏ mái gai rồi bỏ lưỡi gai, như vậy thì nó đi về vận động ngoài ngoài tháp, về vận động ngoài tháp rồi chúng ta có về phần các bỏ đi xuống đây, à, thì như vậy thì mẹ em thấy những bỏ đi xuống ở đây là về về chi về về vận động nhá, à, màu đỏ này đây vận động, như vậy thì động vận động lúc này mình thấy gì tuyên nó gì mẹ này đó là nó lý tâm đúng không, vận động nó lý tâm cảm giác thì nó là hướng hướng tâm rồi. Ở thân bên, ở thân bên ở đây, ở thân bên ở đây thì mẹ em thấy như vậy thì chúng ta có gì, à, chúng ta có bỏ lưỡi gai bên, à, chúng ta có bỏ lưỡi gai bên được chưa. À, bên này thì chúng ta có bỏ lưỡi gai trong, bỏ lưỡi gai bên rồi đây mà rồi đây mà anh chị thấy như vậy thì chúng ta có gì, à, bỏ vỏ gai bên, à, bỏ vỏ gai bên được chưa, à, bỏ vỏ vỏ gai bên rồi đây chúng ta có gì nữa, à,
bọ gai bên thì đấy mà em thấy này, thì bọ bọ gai bên ở đấy thì nó lại là vận động có ý thức, nó vận động có ý thức ha. Rồi bọ gai đôi thì bên á, bọ gai đôi thì bên á, thì mà em thấy như vậy, bọ gai đôi thì bên thì như vậy thì nó như mà em như vậy thì ở đây thì chúng ta gọi xin lỗi nhầm, đây chúng ta đang về vận động hóa, về thân trực, về cả cái bỏ mà bỏ đi xuống á, đấy chúng ta bỏ xuống đây. Thì như vậy thì mà em thấy như vậy thì cả cái bỏ về phần của đi xuống là của phần chất trắng tùy ra, còn cái phần màu xanh này, phần màu xanh mà em thấy này, thì ở phần màu xanh này thì mà em thấy như vậy thì cái bỏ nó đi lên, nó là đi lên. À, đi lên đây thì mà em thấy như vậy chúng ta có gì ở về phần trước này, chúng ta có gai đôi thì trước, gai đôi thì trước, thì như vậy thì gai đôi thì trước và chức năng mà về mặt sức giá ở thân trước ở đây. Rồi chúng ta có gì bỏ gai đôi thì bên, gai đôi thì bên, gai đôi thì bên này, thì gai đôi thì bên này đây thì mà em thấy như vậy thì nó về cảm giác về đau nhiệt, nó thấm nhiệt á, ở thân bên. Rồi ở thân bên chúng ta có, nhưng mà chỉ thấy như vậy thì chúng ta có gì bỏ gai tiểu nào trước, bỏ gai tiểu nào sau, thì cái này là về cảm giác sâu không ý thức, cảm giác sâu không ý thức chưa. Còn về ở phía thân sau này thì mình thấy như vậy thì chúng ta có gì bỏ thon và bỏ trên, bỏ thon và bỏ trên, thì bỏ này thì nó có về chức năng về cảm giác sâu có ý thức, nằm ở về về thân sau. Như vậy thì về tổng hợp lại thì mẹ em nhớ bảng này, chúng ta có như vậy thì ở vỏ gai trước, như vậy thì bỏ vỏ gai trước ở đây, như vậy thì nó vận động có ý thức, nó nằm ở thân thân trước được chưa. Rồi như vậy thì chúng ta có gì bỏ về tiền đình gai, rồi bỏ về mãi gai, rồi lưỡi gai ở đây, thì như vậy thì nó là về vận động ngoại tháp thân trước được chưa. Rồi mẹ em thấy như vậy thì chúng ta có bỏ vỏ gai bên, như vậy thì nó là vận động có ý thức ở từng bên. Rồi chúng ta có gai đôi thì trước, chúng ta có gai đôi thì trước thì nó về xúc giác, gai đôi thì bên thì nó cảm giác về thổng nhiệt, gai tiểu não trước rồi gai tiểu não sau, như vậy thì cảm giác sâu cũng có ý thức. Còn ở phía thân sau này chúng ta có bỏ thon và bỏ trên, như vậy thì nó về gì cảm giác sâu có ý thức, cảm giác sâu có ý thức. Ở đây thì một hình ảnh, các hình ảnh về các cái đường dẫn truyền thần kinh theo các cái thì bỏ đó nhá. Và thì như vậy thì ở đây thì chúng ta thân nằm của gì, chúng ta có đấy là bỏ vỏ gai, chúng ta có bỏ vào vỏ gai bên và bỏ vỏ gai trước, thì phải phần trên là đây gọi cái gì tư tế bào tháp, thì cái này ở vùng vỏ nào phía trên này thì mà em thấy như vậy thì ở đấy á, thì như vậy thì các tác giả gọi đây là cái gì, gọi là về bỏ tháp đi từ trên vỏ nào này tiếp tục đi xuống phía dưới được chưa. Rồi điểm gì ở phần hành nào thì mà em thấy như vậy thì gì khoảng 2/3, 2/3 thì như vậy thì nó phải bắt chéo sang, bắt chéo sang bên bên đối diện đây, để nó tiếp tục đi xuống phía dưới này đây, để nó tạo thành gì bỏ vỏ gai bên, còn 1/3 thì nó tiếp tục nó đi thẳng xuống dưới, nó tiếp tục đi thẳng xuống dưới. Thì chính vì như vậy nên chúng ta mình học phần hành nào thì chúng ta có phần như đó là phần bắt chéo tháp. Ở đây chúng ta có bỏ bỏ đầu gai, chúng ta có đây là bỏ bỏ đầu gai, đi những chuyên bỏ đầu gai đây. Ở đây chúng ta có đường dẫn truyền của gì đó là bỏ gai đôi thì đấy, đây là bỏ gai đôi thì, bỏ gai đôi thì phần tùy gai mình chuyển đây này, tùy gai này, thắt lưng này, cổ này, nên này chúng ta lên hành nào đây. Ở đây đường dẫn truyền kinh ta, ở đây cũng cứ như vậy ha. Thì những cái này thì mình chỉ chúng ta sẽ vào phần sinh lý cũng có cái bài về những truyền kinh này được chưa. Và đây mà em tại này cái này này, cái này mình học rồi được chưa. Mình học được, mình học về vận động rồi, chúng ta có đây gì cả thì đột sống sự với nhau thành cuộc sống lộ, đột sống thì như vậy là thành động phòng sông đấy, chúng ta có lối gian được sông chúng ta sẽ đi qua đó được chưa. Như vậy thì tùy gá là nằm trong lòng sông, và mà em thấy như vậy thì ở phía trước của nó ở đây chúng ta có là dây chằng chắn chồng với mẹ này, dây chằng lên dây chằng dọc chứ, dây chằng này tên của dây chằng này
Dưới chân nhập sao rồi dưới chân đây. Dưới chân vàng đúng rồi, chưa ngoài mà. Dương Đình Hùng, Ngô Mạnh Trì. Rồi, dưới chân này. Dáng gái đúng rồi, Ngô Mạnh Trì. Dưới chân này. Đúng rồi, Nguyễn Bình, dưới chân trên. Trên gái, đây. Anh thấy à, như vậy thì các cái thành phần chi tiết mà của phần về cuộc sống của mình học thì nó có liên quan phần thủy gai liên quan đến đây anh thấy. Thì ở thủy gai thì chúng ta bọc quanh nó đây thì mà anh thấy như vậy thì chúng ta có thêm là gọi là mang mang tủy. Thì mang tủy thì chúng ta có một bài riêng đó là bài mang mạch não tủy, mang mạch não tủy. Tuy nhiên thì đây mình nói qua để cho khi mà em về đọc sách thì mà em cũng dễ hiểu, để cho dễ học dễ hiểu. Đó là chúng ta có như vậy thì chúng ta có ba màng măng tùy, chúng ta có ba màng gọi là măng nuôi, rồi chúng ta có măng nhện, chúng ta có măng trứng. Măng trứng nhá, giữa măng nhện và măng nuôi thì chúng ta có đây là khoáng dưới dưới nhện, chúng ta có khoáng dưới nhện nhá. Rồi chúng ta có gì nữa, như vậy thì về phân măng trứng ở đây và phân hồng sống và thanh hồng sống ở đây, như vậy chúng ta có khoáng nữa là khoáng hoa măng măng trứng. Như vậy chúng ta có khoáng dưới nhện, khoáng hoa măng trứng. Thì nhớ rằng á là gì, khoáng dưới nhện thì còn chứa dịch nạp tùy, mẹ mình nhớ như vậy. Lúc nào cũng bảo đúng tấm vậy. Dưới nhện đến nay thì chúng ta có gì, có khoáng hoa măng măng trứng, khoáng hoa măng trứng. Ở đây mình làm chúng ta có như vậy là măng trứng, chúng ta có măng nhện à, hai bên nhìn lại nhau là tạo thành. Đây chúng ta có là dây trắng răng, dây trắng răng. Ở đây rồi à, xin lỗi, măng nuôi ấy, măng nuôi á, măng nuôi. Ở đây thì bạn thấy như vậy thì chúng ta phân măng nuôi đây. Ở đây chúng ta có phân măng, măng nhện. Thì giữa măng nhện, măng nuôi thì bạn chỉ thấy như vậy, chúng ta có khoáng giữa nhện, có dịch não, từ dịch não tùy, từ dịch não tùy. Và trên hình ảnh này như vậy thì bạn thấy như vậy thì chúng ta thấy đang tùy, còn tùy chúng ta là dùng lại khoảng gì ngang là một, giữa là một và trên là hai, như vậy là ngang là một hai á. Như vậy thì đây thì bạn thấy đoạn phân vị dưới này đây thì nó cũng còn tùy được mà còn dây thần kinh. Phần này mình học ở đây là chấm đuôi ngựa, phương sang này là chính là dây thần cung. Thì nhắc đi nhắc lại, dây thần cung này nó không phải là dây thần kinh, không phải dây thần kinh. Và mà em thấy như vậy trên lâm sàng người ta từng lợi dụng cái chuyện đó, ở đoạn dưới này cũng có tùy, đoạn tùy. Nên mà em thấy như vậy thì người ta có thể xác định, người ta dùng, người ta chọc, ví dụ thường khoảng để gây tế tùy sống đường hàng, khoảng ngang, khoảng được sống giờ móc là được sống thấp lưng vùng năm đường hàng. Đó xong người ta đưa kim vào, người ta đưa vào khoáng dưới dưới nhện, người chọc vào đây à, người ta thể bơm bơm thuốc và như vậy thì khi mình chọc kim vào đường khoáng dưới nhện thì người ta sẽ thấy gì, dịch não tủy chảy ra đó. Thì cả đây chúng ta sẽ học cái bài mang mạch não não tủy được chưa à, và nếu như người ta tiêm bơm thuốc ở đây thì lâm sàng ở đây là gọi là tế tủy sống đấy mẹ, người tế tủy sống được chưa, hoặc là người ta cần lấy dịch não tủy người làm xét nghiệm. Như vậy thì mẹ thấy như vậy thì người ta chọc do dịch não tủy ở đây à. Rồi ngoài ra nữa thì bạn thấy chúng ta có gì nữa, đó là khoang măng cứng. Thì ở khoang măng cứng này thì bạn thấy như vậy, người ta có thể chọc kim vào khoang măng cứng và đưa thuốc vào khoang măng cứng. Thì trên lâm sàng chúng ta có gọi là đó là gây tê ngoài măng cứng, gây tê ngoài măng cứng. Và nhớ rằng như vậy thì chọc vào khoang măng cứng thì có dịch nào tùy không đấy, chúng ta chọc vào khoang măng cứng có dịch nào tùy không, không cũng gọi dịch nào tùy. Thì nhờ đó phân biệt giữa à, những người bạn thấy tê thủy sống và tê ngoài măng cứng. Được chưa? Bây giờ chúng ta có phần tiếp theo đó là về não bộ. Thì phần hôm nay chúng ta học đó là thân não và tiểu não, đến thân não và tiểu não nhá. Thì ở đây thì mà em thấy chúng ta có cái này thì chúng ta có bài tổng hợp để cho mẹ em dễ học dễ nhớ dễ đọc thôi. Như vậy thì về phương thái phát triển, như vậy thì nào chúng ta phát triển như từ giai đoạn 3 tuổi nào, giai đoạn đến giai đoạn 5 tuổi nào, 3 tuổi nào, chúng ta có nào trước, nào giữa, nào sau và thẳng nào. Đến quá trình giai đoạn 5 tuổi nào thì gồm có đoạn nào, giang nào, rồi trung nào nhá. Còn về nào sau thì mình thấy như vậy thì chúng ta có gì? À, chúng ta có thường nào, rồi tùy nào, từ thường nào đây chúng ta có đây, chúng ta có câu nào, tiểu nào, tùy nào, thanh nhí, thanh nào.
và bên trong các cái thành phần chi tiết của não bộ này đây thì chúng ta có cả cái khoang của bên trong đó. Ở đó nào như vậy thì chúng ta có não thất bên, thì mỗi chúng ta có hai não thất bên, rồi hai bảng cầu đại não hai bên đoạn nào nha. Rồi giang não thì như vậy thì chúng ta có não thất ba, ở trung não thì chúng ta có cổng não nha. Còn phần nguyên phần về não sau chúng ta có tám não này, một cầu não, tiểu não, rồi hành não đấy á nha. Như vậy thì mình quay lại gì, não thứ tư, mình quay lại não thứ tư. Và người ta nói rằng gì, trung não, cầu não, tiểu não, hành não, nhắc lại trung não, cầu não, hành não gọi là thân não nha. Còn cầu não, tiểu não, hành não gọi là trán, trán não. Và nhớ rằng cái tám não thì trong nó có não thứ tư. Thì cả cái khoang kiểu bên trong não bộ này thì mình chỉ thấy như vậy thì chúng ta có cả cái não thấp bên ba rồi tư rồi cổng não. Như vậy thì nó có chữ dịch não, não tủy. Và dịch não tủy của các cái khoang này, dịch não tủy các khoang này như vậy thì nó thông qua gì, dịch não tủy của gì, của khoang dưới dưới nền, khoang dưới nền của cả gì, của phần não và tủy, não và tủy. Và chính vì như vậy nên mà em thấy như vậy, người ta muốn xét nghiệm dịch não tủy thì người ta không nhất thiết là phải chọc kim hay là đưa dụng cụ vào các cái não thất bên ba hay là não thất tư để người ta lấy dịch để người ta làm xét nghiệm. Vì như vậy thì nó có nguy cơ rất là cao, ảnh hưởng bệnh nhân rất là cao, tổn thương bệnh nhân ta biến chứng rất là cao. Nên chính vì vậy người ta lợi dụng chuyện gì đó là người ta sự thông thương giữa các cái dịch não tùy giữa các cái khoang, người ta chặt dịch não tùy ở phần phía dưới, ở phần phía dưới của ống sống, ống dụng ống sống nha. Thì chính vì như vậy nên nhắc đi nhắc lại mấy anh chị, đó là chúng ta học y thì bắt buộc thì mấy anh chị phải học giải phẫu một cách gì cả cả nha, bắt buộc mấy anh chị phải học. Ừ. Còn nếu mà anh chị học y mà nhưng mà anh chị là không học giải phẫu không cần học, giải phẫu khó quá, khó học, khó nhớ, máu quên, nó dễ rớt, như vậy thì mình chỉ bỏ, mình chỉ học, như vậy thì sau này mình chỉ sẽ không biết cái gì cả, rất là nguy hiểm, nên mình chỉ chuẩn bị. Ở đây hình ảnh, mình cái này thì mình có lúc này có slide mình sử dụng rồi đây, cho mình chỉ xem. Thì cái này thì vì do làm trong vừa với cái slide của mình, như vậy thì nó hơi xấu, dẹp dẹp chứ không phải là thực tế. Có một số em vừa học vừa ngủ hoặc là làm mượn slide của bạn học rồi nói vì sao một cái gái thực tế mà nó ngắn như vậy á, tướng quan nó ngắn so với phần nào bộ phía trên là như vậy. Ở đây mà em thấy như vậy thì chúng ta có tùy gái, chúng ta có hành nào, chúng ta có câu nào, chúng ta có trung nào, chúng ta có tiểu nào, chúng ta có đây giang nào, chúng ta có đây là bảng câu này nào, chúng ta đoán nào đây phía trên này, được chưa? Thì như vậy thì hôm nay chúng ta học cũng có gì, hành nào, câu nào, trúng nào và tiểu nào. Hành nào, câu nào, trúng nào gọi là thân nào đây, sự tạo lên thân nào ở đây. Như vậy thì khi nói đến thân nào thì không có trúng nào, câu nào và hành nào nhá. Còn khi nói đến trảm nào thì chúng ta cũng có gì, không ba đấy bạn nhé. Như vậy chúng ta sẽ có hành nào, câu nào, rồi tiểu nào. Và giờ đây thì mình sẽ như vậy là có chữ khoang, đó là gì, nào thân tư. À, đương nhiên bên này trong này thì nó có chữ dịch não tùy. Còn phần trung nào đây thì mà em thấy như vậy thì bên trong của nó thì nó sẽ có gì, có cổng nào, có cổng nào nhá. Cổng nào em nghe ok quá. Nói hết rồi. À, được, tốt. Thế bây giờ mà em lại này tiếp tục này. Ở đây thì chúng ta cái phần đầu tiên của thân nào, chúng ta gọi là hành nào. Đây, hành nào thì ngay ở phía dưới hành nào đó là tùy gai. Ở phía trên của nó đây thì chúng ta gọi là câu nào. Và câu nào cũng phải nói hành nào thuộc cái thân nào. Thì hành nào thì ở đây thì mà em thấy như vậy thì nó là trung tâm về hô hấp, tuần hoàn, chi tiết và chuyển hóa, nên nó rất là quan trọng, rất là quan trọng, được chưa? Và nó dẫn truyền các luồng thần kinh, dẫn truyền luồng thần kinh về vận động cảm giác từ não đi xuống rồi từ dưới đi lên. Về hành nào thì mô tả về hình thể ngoài, thì như vậy thì nó cũng có mặt trước, rồi mặt sau, đầu trên và đầu dưới của nó. Như vậy thì đầu dưới đương nhiên là tiếp tục là tùy gai phía dưới rồi. Ở phía trên này như vậy thì được tiếp với gì, đó là câu nào, được chưa?
Thì ở về mặt trước của nó như vậy thì mà em thấy này, như vậy thì tiếp tục các cái khe và các cái rằn của tủy gai ở phía bên dưới nó tiếp tục nó đi lên trên này, tiếp tục với phần thân nào phía trên này, được chưa? Như vậy thì đây chúng ta có khe dừa đó, chúng ta có khe dừa thì ở hai bên khe dừa của mặt trước thân nào đây chúng ta có tháp hành, đó chúng ta có tháp hành nhá. Thì tháp hành này á, thì người ta nói rằng nó tương đương gọi là thân trước tùy ga và tiếp tục cái dưới đi đi lên và tùy ga thì dưới dưới này đi đi lên. Như vậy thì tạo thành nơi bản thể, như vậy thì giữa khe giữa và đàn bên trước và đàn bên trước, rồi tiếp tục chúng ta có những tích nữa đó là có trám trám hành và trám hành giữa đàn bên trước và đàn bên sau. Như vậy thì nó tương ứng với là thân bên tùy ga, thân bên tùy ga đây nha. Và đi qua đàn rằn bên trước và rằn bên sau tương ứng thì chúng ta có dân thân sò số 12 là rằn bên trước, rằn bên sau. Như vậy chúng ta có dân thân sò số 9, số 10 và số 10, 11 ở đây, và số 11 ở đây. Được chưa? Và mảng thể này thì khá giữa của anh nào ở phân vị dưới này thì mảng thể là bị ngắt lại, bị ngắt quạt, bị ngắt lại, và dừng lại bởi cái tiếng bên ngoài đó là bắt chéo tháp. Khi bắt chéo tháp thì lúc này và tôi còn làm bánh gì đó. Như vậy thì bỏ tháp phân phía trên này, như vậy là đi từ trên vò nào là tiếp tục xuống phía dưới này, được chưa? Thì đến tháp tháp hành của hành nào đây, như vậy thì có khoảng 2 phần 3 thì nó bắt chéo sang bên đối diện, là sang bên đối diện để nó tạo thành gì đó là bỏ vò gái bên đó, bỏ vò gái bên, còn 1 phần 3 còn lại thì nó tiếp tục xuống phía dưới này để nó tạo thành bỏ vò gái trước, bỏ vò gái trước. Chứ như vậy thì khoảng 2 phần 3 là bắt chéo, chứ không phải là bắt chéo hoàn toàn. Và em nhớ như vậy, không phải là nó bắt chéo hoàn toàn, vì những cái bắt chéo về cái đường dẫn truyền thần kinh này á, của cả cái bỏ thần kinh này thì mình chỉ thấy như vậy, mình chỉ nhớ để sau mình chỉ học về sinh lý, rồi để sau mình chỉ giải thích các một số các cái cơ chế và các cái triệu chứng trên lâm sàng khi gặp tổn thương về não bộ rồi về tủy gan thì chúng ta giải thích vì sao mà có các triệu chứng như vậy nhá. Thì hôm nay chúng ta chủ anh chỉ là gì, chúng ta nhớ được là có các cái tên, các cái bỏ, các cái chi tiết đó, thì sau đó tiếp tục chúng ta học tiếp về ở mặt sau. Thì như vậy thì mảng tại vì sao chúng ta có thì tiếp tục cái khe giữa lên trên, xin lỗi, rằn rằn giữa tiếp tục lên trên này nhá. Rồi chúng ta rằn rằn trung gian sau thì bỏ thon và bỏ trên, thì mảng tại bỏ thon bỏ trên thì ở thùy gai thì nó tiếp tục nối lên trên này thì mình như thế nào này, thì bạn thấy này hành nào á, thì như vậy thì ở phía mặt sau chúng ta có như vậy thì có hai phần đó, thì hai phần đó là hành nào đóng, hành nào đóng thì nó gần như nó tiếp tục với là phần thùy gai phía dưới lên trên vậy thôi, còn lại thì ở phần phía trên này đây gọi là hành nào mở, hành nào mở. Như vậy thì phần cuộc sau này thì bạn thấy như vậy nó toạc ra, nó toạc ra và từ đấy á, thì đoạn là hai bên lên trên, từ dưới lên trên hai sang bên này hình chữ V này đây. Thì mà em thấy như vậy thì nó tiếp tục ở đây thì nó có gì, có cái cuộn tiểu nào dưới, có cái đôi cuộn tiểu nào dưới này để nó nối với là gì, với tiểu nào thì sao, với tiểu nào thì sao, được chưa? Và nối tiểu nào thì sao, thì ở đây thì mà em thấy như vậy thì ở phần hành nào mở trên này á, như vậy thì tiếp tục cái các cái bọn thon nó bọn trên tùy gai thì chúng lên trên này, thì trên này chúng ta gọi là củ nhấn thon và củ nhân chêm. Hay đây thì một tiểu này chúng ta có củ nhân thon và củ nhân chêm, được chưa? Là củ nhân thon và củ nhân chêm đây. Và nhắc lại gì, ở hành nào đây chúng ta có gì, đối cuộn tiểu nào dưới thì nó gì gắn với phân tiểu nào phía sau tiểu nào. Bây giờ chúng ta qua về hành thể ngoài của phân tiếp theo của câu nào, thì tiếp theo câu nào à, của thân nào, xin lỗi, của thân nào đó là câu nào, đó là câu nào, được chưa? Thì đối với câu nào hoặc câu nào thì đây anh như thấy nó có câu nào hoặc câu nào, chúng ta có câu nào và chúng ta cắt theo một phần đường dọc câu nào đó, chúng ta có câu nào, được chưa? Thì như vậy thì ở phía dưới của câu nào thì đó là hành nào, phía trên của nó tiếp tục của câu nào, phía trên đó là trung nào, trung nào. Và câu nào như vậy thì nó tương tự giống hành nào, thì nó nối với tiểu nào phía sau và hai đối cuộn tiểu nào giữa, thì lần lượt chúng ta sẽ mô tả về nó.
Thì câu nào như vậy thì giữa câu nào và hành nào thì chúng ta có rằng hành câu, chúng ta có rằng hành câu nha, rằng hành câu. Và rằng hành câu này đi qua rằng hành câu mà em nhớ chúng tôi sử dụng từ đó là đi qua, nhớ nghe, đi qua chứ không phải là đi ra hay là đi vào như cá, chúng tôi đi qua. Như vậy thì mà em thấy đây chúng ta có rằng hành câu, chúng ta có rằng hành câu. Thì đi qua rằng hành câu này thì mà em thấy như vậy thì chúng ta có đối với chúng ta có giới kinh sò số 6 rồi 7 rồi 8 đi qua đó. Được chưa? À, còn giữa câu nào và trung nào phía trên này đây thì chúng ta gọi đây là phần rằng câu cuốn, rằng câu cuốn. À, thì chút nữa mình sẽ học cái trung nào thì mình sẽ hiểu vì sao gọi đây là rằng câu cuốn, rằng câu cuốn. Được chưa? À, và rằng câu cuốn này thì mà em thấy như vậy thì có gì đi qua của những cái số 3, nhưng cụ thể nó như thế nào thì chúng nó phần trung nào thì mình sẽ nói là. Rồi về phần câu nào thì mà em thấy như vậy thì nó có rằng dọc cái giữa giữa này đây, người ta gọi đấy là rằn nền, người ta gọi đấy là rằn nền. Và đi trong rằn nền này thì mẹ em thấy chúng ta có một cái chi tiết nó đi trong rằn nền, đó là động mạch nền, đó là động mạch nền, được chưa? Động mạch nền thì do động mạch nào tạo nên mẹ em? Động mạch nên do động mạch nào tạo nên? Trong quá trình học nếu như mà em có thắc mắc thì tại vì mình có học một module rồi, mình tiêu hóa tôi dài rồi nên có gì thắc mắc thì mà em cứ hỏi. Rồi hoặc là chúng ta giải đáp qua trực tiếp ở đây hoặc là chúng ta qua mail cũng vui ấy, mình chỉ còn mail cũng tốt rồi. Động mạch đột sống đúng rồi, hai động mạch đột sống hai bên, ha? Động mạch đột sống trái phải, nhá. Như vậy thì nó hợp là tạo nên động mạch nền. Động mạch nền là chạy trong rãnh là nền của câu nào, là nền của câu nào, được chưa? À, thì cả cái nhánh động mạch nền này chúng ta sẽ học với phần mạch não tùy, mạch não tùy chúng ta nhắc đến đó. Ở câu nào thì mà em thấy như vậy thì nó sẽ có các cái sợi chạy ngang, sợi chạy ngang. Rồi sau đó ở mặt trước, rồi sau đó là gì? Chạy ra về gì? Sang hai bên, rồi đi ra sau và nó nối tiếp bởi là gì? Tiểu não, bởi hai cuộn tiểu não giữa, hai cuộn tiểu não giữa, được chưa? À, và khi mà mình dạy mẹ em về phần câu nào này để cho mẹ em nhìn làm cái tưởng tượng á, như vậy thì nhìn ở đây thì giống như khuôn mặt, nó giống khuôn mặt của người phụ nữ. À, và đây là tóc, à phải tóc dài nhá, đây này, đây, được chưa? À, để mình học tưởng tượng mình dễ nhớ. Rồi tiếp tục này, thì mẹ em thấy này, thì ở mặt bên của câu nào đấy á, thì như vậy thì chúng ta có nơi đi qua của dây thần kinh sò số 5, dây kinh sò số 5, được chưa? Dây còn dây kinh sò số 5 và mai một thì mình sẽ học thì vì sao mình có dây kinh sò nó gồm có hai sợi này, mà vì sao sợi to, vì sao sợi nhỏ này, được chưa? Từ từ thì chúng ta sẽ được học, thì chúng ta sẽ được học. Ở đây như nặng như vậy thì chúng ta nhìn từ chất từ phía sau, như vậy thì mà em thấy như vậy thì chúng ta có hai cuộn tiểu não giữa, cuộn tiểu não giữa đây, hai cuộn tiểu não giữa đây của bên tiểu tiểu não phía phía sau, phía sau. Về phần tiếp theo của thân nào đó là trung nào, đó là trung nào, trung nào. Thì ở trung nào người ta chia nó thành hai phần, đó là phần bụng và phần lưng. Phần bụng phần bé nó nhìn thấy đây, phần bụng, phần bụng và phần bụng hay người ta gọi là cuộn đại não. Và phần thứ hai đó là phần lưng hay gọi là mại trung não. Thì đối với phần bụng, thì như vậy thì nó sẽ gồm có gì? Cuộn đại não và nó đi từ dưới lên trên, nó hình chữ V hoa này. À, và này một cái khoảng giữa này đấy thì người ta gọi là hổ giang cuốn, hổ giang cuốn nha. Và bên trong của hổ giang cuốn thì đây mà em thấy cái chi tiết nó đục thủng lỗ này, đục thủng lỗ chỗ này, thì gọi đó là chất thủng sau, gọi là chất thủng sau nha, gọi là chất thủng sau. Và gì nữa, và ở tại đấy nữa thì hội chứng cuốn nữa, thì ở bờ trong của cuốn đài nào, tại rằn câu cuốn
Ở đây thì chúng ta gọi nơi đi qua của dây thần kinh sọ số số 3. Dây thần kinh sọ số 3. Được chưa? Dây thần kinh sọ số 3. Cái phần thứ hai của trung não là phần lưng. Phần lưng. Thì phần lưng. Phần lưng. Thứ hai này, phần lưng. Phần lưng này người ta gọi đó là mại trung não. Mại trung não. Mại trung não. Mại trung não. Mại trung não mà sẽ gồm có bốn cái lôi não. Bốn cái lôi não gồm có hai lôi não trên và hai lôi não dưới. Bốn cái lôi não này hai người ta gọi đó là cụ não sinh tư. Cụ não sinh tư. Cụ não sinh tư. Được chưa? À, và ngăn cách nhau bởi vì chi tiết hình chữ thập này. Đây. Thì bản thân này thì ngay ở phía dưới của hai cái lôi não dưới. Được chưa? À, như vậy thì chúng ta có gì nơi đi ra của dây thần kinh sọ số số 4, dây thần kinh đồng rồng. Được chưa? À, và người ta nói rằng đây là đối với dây thần kinh sọ duy nhất mà xuất phát từ mặt sau của thân não, từ mặt sau thân não. À, đối với dây thần kinh sọ số số 4, dây thần kinh đồng rồng. Được chưa? Và từ các cái lôi não này, như vậy thì nó tiếp tục nó kết nối với các cái thể gối. Này cái chi tiết mình sẽ học sau. À, thể gối ngoài, thể gối trong nó nối với nhau. À, hai lôi nào trên thì nối với thể gối ngoài qua cánh tay lôi nào trên, hai lôi nào dưới nối với thể gối trong qua cánh tay lôi nào dưới. Thì các thể gối ngoài, thể gối trong ở đây thì chính là phạt phân gì đó là trung khu nhìn dưới vỏ và trung khu ngay dưới dưới vỏ, trung khu nhìn dưới vỏ, trung khu ngay dưới vỏ. Yeah. À, nhìn dưới vỏ, ngay dưới vỏ. Đây. Rồi tiếp tục đó, thì mảng tại này thì ở phía sau của trung não thì mảng tại khi nó có hai đôi cuộn tiểu não trên, hai đôi cuộn tiểu não trên để nó ra phía sau nó nối với gì, với tiểu não. Và giữa hai cái đôi cuộn tiểu não trên này, cắn giữa hai đôi cuộn tiểu não trên này thì chúng ta gọi cái điều đó là mang tủy trên, mang tủy trên. Yeah. Và tương tự như ở cuộn tiểu não dưới của hành não và tiểu não gặp với tiểu não về đây. Là sau gọi tiểu não ở đây chúng ta gọi đó là mang tủy dưới, chúng ta có mang tủy dưới, trên này chúng ta có mang tủy trên và phía dưới chúng ta có mang tủy tủy dưới và mang tủy dưới. Như vậy thì cái mang tủy trên này thì nó tiếp tục đi lên trên này gặp với trung não đây, trung não đây. Rồi chúng ta có gì nữa, chúng ta có bên trong của cổng não thì lúc này nó tôi có nói qua cho mấy anh chị đó về cả cái khoang ở bên trong não bộ á, nói trong phương não bộ chúng ta có như vậy. Thì đây bên trong của trung não thì chúng ta có gì, có cổng não, chúng ta có cổng não, chúng ta có cổng não. Cổng não ở đây thì nó như là chi tiết nó nằm ở trong trung não và nó nối thông giữa não thất ba ở phía trên này, não thất ba phía trên này với não thất tư, với não thất tư ở phía dưới này. Được nha. Bây giờ về hình thể trong của thân não, hình thể trong của thân não. Hình thể trong của thân não như vậy thì tương tự tùy gai thì chúng ta cũng có các cái phân chất xám, chất trắng. À, chúng ta có các cái nhân, chúng ta có các cái bó, chúng ta có nhân, bó. Tuy nhiên thì do sự mình chỉ thấy như vậy thì chuyện đập của các cái bó từ thay đổi vị trí, thay đổi của các cái bó thần kinh. Như vậy thì ở phần thân nào thì phần chất xám và chất trắng thì nó không còn giống như ở phần tùy gai đó là chất xám và hình chữ hoa nữa, hoặc xung quanh là các cái chất trắng nữa, mà phần chất xám này nó không còn chữ hạt nữa mà gì, nó thay bởi gì, nó bằng các cái nhân, bằng các cái nhân, bằng các cái nhân. Thì ở đây thì mà em thấy như vậy thì hình ảnh này chúng ta nhìn thấy đây, chúng ta có các cái nhân, các cái nhân ở bên trong của thân não, bên trong thân não chúng ta có hành não, chúng ta có cầu não, chúng ta có trung não. Và đây thì chúng ta có phía trong của cung não, trung não đây. Thì đây mà em thấy đây chúng ta nhìn đó là cổng, cổng não nhá. Còn phần phía dưới này đây thì mà em thấy dưới ống trung tâm này tiếp tục lên trên này. Được chưa? Và sau đó thì gì mà đối tiếp với là đây chúng ta gọi gì, đó là não thứ tư, đó là não thứ tư.
nha. Bây giờ chúng ta xem thử các cái nhân là như thế nào, nhân là như thế nào, gồm gọi gì, gồm những nhân gì ở bên trong thân thân nào, bên trong thân nào. Đây thì chúng ta có rất là nhiều nhân, nhiều nhân ở bên trong thân nào. Ví dụ chúng ta thấy này, ở phía về phân trung nào phía trên ở đây, trung nào phía đây. Như vậy thì chúng ta có nhân, nhân đỏ, rồi những vầng nhạc phụ, những vầng nhạc ở đây về các cái giới thần kinh này, cái vầng nhạc này, được chưa? Rồi rồi tiếp tục như này chúng ta có đó là những rong rong rập, những rong rập, những rong rập. Thì ở phân trung nào thì chúng ta có phân chất xám, gọi đây là cái chất đen, thì đây gốc từ của nó substantia nigra. Thì cả này thì tác giả của chúng ta thì dịch ra đó là chất đen, thì nói như vậy thì để cho mấy em đọc, để cho mấy em khi đọc sách thì chúng ta hiểu. Thì chữ nigra này thì khi mà chúng ta dịch ra thì nó gọi là màu xám hơn, nó xám chứ không phải là đen. Nhưng mà các tài liệu Việt Nam chúng ta dịch ra gọi là chất chất đen. Rồi tiếp tục nữa thì mà anh thấy chúng ta có gì nữa, ví dụ phía dưới này đây là như vậy, thì chúng ta gọi những trung nào thông phân sinh ba, những trung nào thông phân sinh ba. Rồi tại câu nào đây chúng ta có gì, những cảm giác màu xanh này, lúc này mà em thấy như vậy các phân màu đỏ màu xanh đó, đỏ thì về cộng đồng, màu xanh thì về cảm giác đó. Thì mà em thấy như vậy thì chúng ta có những cảm giác của thông phân sinh ba, những cảm giác thông phân sinh ba. Rồi chúng ta có những vận động, chúng ta có những vận động thông phân sinh ba, được chưa? Rồi tiếp tục đấy chúng ta có đó là những vần nhà ngoài. Như vậy nó nằm ở câu nào, câu nào, những vần lần nhà ngoài, rồi những thân kính mặt, rồi những thân kính mặt, những thân kính mặt nha. Rồi tiếp tục chúng ta có gì nữa, đó là những ốc tai trước và sau, trước những ốc tai, trước những ốc tai sau, những tiền đình, những tiền đình, những nước bọt trên, những nước bọc dưới, xuống phần hành nào đây. Chúng ta gọi những hoài nghi, những hoài nghi, những hạ thiệp, hay là những thần kinh hạ thiệp, là dây kinh sọ số 12 đó nha. Rồi chúng ta gọi những lưng của thần kinh lăng tang, hay thần kinh sọ số số 10, những sọ số 10. Rồi chúng ta gọi gì nữa, chúng ta gọi đó là những thần kinh phụ, những thần kinh phụ, những thần kinh phụ. Thì đây là phụ phân phân tủy đây. Tùy những thần kinh phụ. Rồi chúng ta có gì nữa, đó là những gai và bỏ gai của thần kinh sinh sinh ba, những gai bỏ gai của thần kinh sinh ba. Như vậy thì chúng ta có rất là nhiều cả cái nhân nữa ở trong ở của thân thân nào, thân nào. Đây thân nào. Như vậy thì nhìn cái này thì nó khó nhìn hơn cho mấy anh chị. Tuy nhiên thì để tìm được các schema cho mấy anh chị á, các hình vẽ mấy anh chị thì nó đấy đó, mà nó cũng rõ ràng cho mấy anh chị lắm. Thì đấy, hình này thì tầm tạm nó cũng phải như vậy cho mấy anh chị nhìn thấy. Chúng ta có các cái nhân đang phân ngang qua ngang với hai cái lô nào trên, như vậy qua trung nằm ngang hai lô nào trên đây. Để như vậy thì chúng ta có những đỏ lúc nãy mình nói đó, được chưa? Rồi ở đây thì bạn thấy như vậy thì ngoài các nhân, ngoài các nhân đây, ngoài các nhân thì như vậy thì bạn thấy như vậy thì ở đây đây tiếp tục nó ngang gọi là lôi não, lôi não dưới, sao nó mất chữ à? Ngang lôi, lôi não dưới nhá, lôi não dưới, đúng rồi, chuyển cắt ngang qua. Như vậy thì đây bạn thấy như vậy chúng ta có phương chức trọng của nó, ví dụ đây chúng ta có liêm trong, rồi chúng ta có liêm gai, rồi liêm gai đi cắt ngang qua hai cái lôi não, hai lôi não dưới mà em này, ngang qua hai lôi não dưới nha. Chúng ta có liêm trong, chúng ta có liêm gai, chúng ta có sợi câu tiểu não, rồi các cái sợi vỏ gai, rồi các cái này sợi vỏ gai đây. Rồi đây nữa thì mình chỉ thấy như vậy thì có câu nào ngang câu nào đây, phân ở phía trước á, mỏ đây. Như vậy thì chúng ta có phân chữ chất trắng ở đây, hiện diện ở đây thì chúng ta có đó là liêm dọc trong, liêm dọc trong.
rồi đây chúng ta có liềm bên, chúng ta có liềm bên thì các cái liềm ở đây chỉ là cái phân chất trắng, ha, chúng ta có liềm trong, à, rồi chúng ta có bỏ gai đôi thì bỏ gai đôi thì lúc này á thì mình thấy phân tùy gai nó có như vậy, các bỏ nó tiếp tục nó đi lên trên thôi, ha, bỏ đi lên trên thôi, bỏ đi lên trên thôi, ha. Tương tự như vậy tục. Những cái hôm nay tôi nhìn nó khó quá ha, thì cái này thì nếu mà em nhìn slide thì như vậy thì cái này mình sẽ gửi cho lớp, gửi cho lớp mà để mà em về mà em xem và mà em học ở đây tiếp tục từ như vậy. Ngang qua hôm nay có liên quan đến một phần của anh nào rồi ấy, anh nào đây mà em thấy như vậy thì phần não đây chúng ta có như vậy thì nhân thon rồi nhân thon nhân chim đây đây chúng ta có bỏ một chim rồi bỏ một thon một chim rồi một thon rồi có liềm liềm trong rồi chúng ta có các cái sợi cũng trong đây phân chất trắng đây rồi gọi hành não đó. Mắt chéo, sợi cung trong mắt chéo tạo thành liềm trong, tạo thành mắt chéo của sợi cung trong, mắt chéo sợi cung trong. Đây chúng ta có về thảm thảo thanh ở đây. Một phần anh nào đây này thì mà em thấy như vậy thì nó không có gì, đó là bỏ gái tiểu não. Đó, như vậy thì mà em thấy nó có rất là nhiều nhân và rất là về phân chất xám rồi các cái liềm rồi các cái bó về phân chất trắng rồi phân thân nào nha. À, như vậy thì về mặt giải phẫu thì tiếp thì bạn phải cố gắng thuộc các cái tên các cái nhân đó các cái bó đó, ngay cả những cái mà tôi nêu cho mình chỉ đó để sau này mình chỉ còn sử dụng để học tiếp các cái phân môn khác và trong cái module này. Chúng ta có phần tiếp theo đó là về tiểu não, có phần tiếp theo đó là tiểu não như vậy thì nó thuộc về trạm não nhá. Lúc này chúng ta có trạm não thì gồm có gì này, trạm não thì gồm có hành não, cầu não và tiểu não đúng nhá, và tiểu não. Và đây thì mẹ em thấy này, như vậy thì về hình thể ngoài thì trước khi nói hình thể ngoài thì mẹ bằng vào phần xa thì cái này đương nhiên mẹ chỉ nghe mà anh chị biết rồi. Thì về hình thể ngoài của nó thì như vậy thì nó sẽ gồm có hai cái bản cầu tiểu não hai bên, đây hai bản cầu tiểu não nha. Và hai bản cầu tiểu não này thì mà em thấy như vậy thì nó được ngăn cách bởi tùy nhầm hai bản cầu tiểu não ngăn cách bởi tùy nhầm. Như vậy thì ở trên tùy nhầm rồi trên một bản cầu tiểu não thì nó sẽ có các cái khe, này thì nó sẽ chia tùy nhầm rồi bản cầu tiểu não đã thành các cái chi tiết. Ở đây thì chúng tôi cũng có gì, ở đây thì mà em thấy này, đầu tiên đó là đối với tùy nhầm thì có những chi tiết nào. Ở đây mà em thấy tùy nhầm thì ở mặt trước của nó, như vậy thì mà em thấy như vậy thì các cái khác là nó chia thành như các cái tùy rồi tiểu tùy cũng vâng. Thì đây thì mà em thấy này, như vậy thì ở tùy nhầm á thì chúng ta có ở mặt trước của nó và chúng ta đi có này, cũng có tùy lười này, rồi tiểu tùy trung tâm này đỉnh này, rồi chất này đây này, rồi lá này, được nhá. Như vậy mình nhắc lại mặt trước tùy nhầm chúng ta có này, người này, tiểu tùy trung tâm này đỉnh này, rồi chúng ta có chất này, rồi lá này, được nhá. Mặt dưới của nó như vậy chúng ta có gì, cụ này, tháp này, cụ này, tháp này, rồi lưỡi gà này,
nha. Như vậy thì nó có đổi lên mặt mặt dưới, mặt dưới, mặt dưới nha. Và các cái như vậy mặt dưới của thuyền nhồng nó có các cái tiểu thuyền như vậy. Rồi ở mặt mặt trước thì đây như vậy thì chúng ta có cục nào, thì thực chất cái từ gốc của nó là từ nốt, mình dịch đó là cục, là cục ha. Nhưng mà một chỗ tác giả thì người ta lại thêm từ nào vào gọi là cục nào, cục nào. Như vậy thì nhắc lại ở thuyền nhồng thì chúng ta có như vậy, thì ở mặt trên chúng ta có tiểu thuy lười, rồi tiểu thuy trung tâm, rồi đỉnh, rồi chất, rồi lá. Mặt dưới thì như vậy chúng ta có gì, cù, tháp, rồi lì ga. Còn ở mặt trước như vậy thì chúng ta có cục, hay là cục não đấy. Thì như vậy thì cái này thì nó lại ngay năm xả cành bên gì, nó là mang tủy, mang tủy dưới, mang tủy dưới. Còn tiểu thuy lười này đây thì nó nằm sạc ngay gì, mang tủy, tủy trên, mang tủy trên. Nha. Còn về bảng câu tiểu nào, về bảng câu tiểu nào, về bảng câu tiểu nào thì như vậy thì mình thấy gì, chúng ta có về mặt trên, về mặt trên thì như vậy thì chúng ta có đó là cảnh tiểu thuy trung tâm, cảnh tiểu thuy trung tâm nha. Chúng ta có cảnh tiểu thuy trung tâm. Rồi tiếp tục chúng ta có gì nữa, có tiểu thuy vuông, chúng ta có tiểu thuy vuông. Rồi tiểu thuy đơn, tiểu thuy đơn nha, tiểu thuy bản nguyệt trên, tiểu thuy bản nguyệt trên đấy, tiểu thuy bản nguyệt trên. Bằng trên cái này ghi ngõ trên, bằng trên hay bạn nhớ. Như vậy thì về mặt trên, không về mặt dưới, về phía mặt dưới thì như vậy thì chúng ta có tiểu thuy bản nguyệt dưới, tiểu thuy bản nguyệt dưới. Chúng ta có tiểu thuy hai thân, chúng ta có tiểu thuy hai thân. Và chúng ta có gì nữa, chúng ta có hành hành nhân, và chúng ta có hành hành nhân. Còn về mặt trước, mặt trước bằng câu tiểu nào thì như vậy thì đây thì chúng ta có những nào, chúng ta gọi những nào, chúng ta gọi những nào, chúng ta gọi những nào. Đây như vậy thì nhắc lại về bảng câu tiểu nào, bảng câu tiểu nào ở mặt trên thì chúng ta sẽ có cảnh tiểu thuy trung tâm, chúng ta có tiểu thuy vuông, chúng ta có tiểu thuy đơn, chúng ta có tiểu thuy bản nguyễn trên. Mặt dưới thì chúng ta có tiểu thuy bản nguyễn dưới, tiểu thuy hai thân, hành nhân. Và mặt trước thì chúng ta gọi những nào đây nha. Chúng ta gọi những nào đây. Như vậy thì đó là bề mặt ngoài của tiểu nào về các cái tiểu thuy. Thì các cái tiểu thuy như vậy chúng ta có các khe này, các cái tiểu thuy đây chúng ta có khe này. Đây chúng ta có những tiểu thuy vuông, tiểu thuy đơn ở đây. Ở đây chúng ta có là khe, khe chính, chúng ta có khe chính, khe chính nha. Rồi đây thì mà em thấy chúng ta có khe gì, chúng ta có khá sáu nguyệt, chúng ta có khá sáu nguyệt là tiểu thuy đơn, tiểu thuy bản nguyệt trên. Rồi chúng ta có khá ngang, chúng ta có khá ngang, chúng ta có khá ngang đây nha. Rồi chúng ta có gì, khá phù, chúng ta có khá phù. Rồi khá gì, khá sáu bên, khá sáu bên là như hành nhân và nhúng nào đây, hành nhân nhúng nào đây, chúng ta có khá sáu sáu bên. Tiểu nào thì như vậy thì mẹ em thấy á, thì nó dính vào ở thân nào bởi ba cái đôi ba cặp hay ba đôi cuộn tiểu não trên, giữa và dưới cũng như lúc nào mình nói rồi. Thì như vậy thì căng giữa hai cuộn tiểu não trên á, thì chúng ta có mang tủy trên, cuộn tiểu nào dưới thì có mang tủy dưới, được chưa? Và như vậy thì mảng này này, thì trong hồi chứng mất tăng áp lực nội sọ thì ngày nay chúng ta nghe là chúng ta cứ nghe, rồi sau này thì khi chúng ta học đầy đủ các môn thì như vậy thì chúng ta sẽ biết rõ thêm ở gì đó khi tăng áp lực nội sọ. Như vậy thì mảng này như vậy thì hai cái hành nhân á, hai hành nhân của tiểu nào như vậy thì nó có thể lọt vào cái lỗ lớn của xương trầm, che ngẹp vào hành nào, và như vậy thì có gây cái tử tử vong đột ngột, gây tử vong đột ngột. Rồi tiếp tục thì chúng ta có này, thì tiểu nào và thân nào, đấy mẹ nhìn thấy này, tiểu nào và thân nào,
cái tiểu nào tháng nào, tiểu nó nằm ở trong hố sọ sau, nằm ở hố sọ sau. Ở đây bạn thấy chúng ta gọi là hố sọ sau này, hố sọ dừa này, hố sọ trước này, được chưa? Thì nằm trong hố sọ sọ sau, hố sọ sau, được chưa? À, và đầy lên ở hố sọ sau đấy á, thì chúng ta còn chi tiết mà chúng ta sẽ học ở cái phần mang lắm nào, ở khu vực mang não á, khu vực não á, thì đó là gì? Đó là lều tiểu nào, lều tiểu nào. Tuy nhiên mà em thấy rằng là lều tiểu nào nó cũng chai kín hoàn toàn, nó cũng đầy kín hết hoàn toàn, nhá. Một trưa ra một cái khoảng trống này, như vậy thì nó khoảng trống này gì, để cho gì, để cho cái thân nào đây nó tiếp tục đi lên trên, nó tiếp tục cái phần tiếp theo là bộ phần phần giang nào đây nhá. À, như vậy thì, như vậy thì nó như cái khá hay là cái lỗ, xin lỗi, khá đây là một cái kiểu lỗ, một khoảng trống, một cái lỗ để cho gì, để cho thân não lên trên là đấy. Và ở đấy thì người ta gọi đấy là khuyết lều tiểu tiểu não, khuyết lều tiểu não, được chưa? À, và như vậy thì qua cái khuyết lều tiểu não này đây thì trong não nó tiếp tục lên trên, nó nối tiếp với giang não ở phía trên này, ở phía trên này. Về hình thể trống của tiểu não thì bạn thấy như vậy, thì về tiểu não thì chúng ta nhìn hình ảnh này thì chúng ta có thể thấy được là cái phương chất xám á, là bọc phần bên ngoài và một số nhân ở phía bên bên trong, được chưa? Là phần bọc bên ngoài này, bên ngoài này đây là phần chất xám là bao bọc bên ngoài của tiểu não á, thì người ta gọi đây là vỏ tiểu não, chúng ta gọi là vỏ tiểu não, được chưa? À, rồi còn cái phần chất trắng bên trong mình đi chắc là trắng ấy, mình đi đến vỏ tiểu não, đi đến vỏ tiểu não, và nó giống như thành cây ấy, nên người ta gọi đó là cây sống tiểu não, cây sống tiểu não, được chưa? À, như vậy thì nhắc lại đó là gì, phân chất trắng bên trong được gọi là thể tủy, là thể tủy nha, hay còn được gọi là cây sống tiểu não, cây sống tiểu não nha. Các cái nhánh xám của tiểu não, như vậy thì tiểu các nhánh xám nó sâu bên trong á, các cái chất phân chất xám mà bọc bên ngoài này tạo vỏ tiểu não rồi, thì cả này thì nó chúng ta học về phần đoán nào, bản câu đài nào thì bản thứ tự như vậy, vỏ nào phần bên ngoài với các cái nhân rồi chất trắng bên trong. Ở đây thì bạn thấy như vậy thì chúng ta có gì, các cái nhân, các cái nhân xám tiểu nào nằm sâu bên trong tủy, thể tủy, nằm sâu bên trong thể tủy nha, thì gồm có bốn nhân, gồm có bốn nhân. Đây chúng ta có nhân răng, chúng ta có nhân mái, chúng ta có nhân cầu, chúng ta có những nút, chúng ta có những nút, được chưa? À, như vậy thì có rất là nhiều, nhắc đi nhắc lại là chúng ta có về phân chất xám, chất trắng, có rất là nhiều các cái chi tiết mà chúng ta phải nhớ, chúng ta phải nhớ. Thì mắt là mà em mới chỉ là gì, buổi đầu của module 13 chúng ta mới chỉ gì đó là nhìn tổng quan, rồi chúng ta nhìn nắm các cái tên là chính đấy. Về phần cuối cùng của ngày hôm nay đó là nào thứ tư. Về nào thứ tư, về nào thứ tư, thì ở nào thứ tư này thì mà em thấy như vậy thì chúng ta có gì, đây là khoang nằm một trong của trạm nào, cũng có hành nào, câu nào và tiểu nào cũng trạm nào, đúng chưa? Rồi thì như vậy thì nào thứ tư nó sẽ có chứa dịch nào tùy, có chứa dịch nào tùy. Về mô tả thì nó sẽ gồm có hai thành, nó gồm có hai thành. À, thành sáu trên, thành sáu trên hay gọi là mái nào thất tư, và thành trước dưới hay gọi là nền nào thất tư, hũ tráp hay nền nào thất tư, được chưa? Và nào thất tư thì nó sẽ gồm có bốn góc, nó sẽ gồm có bốn góc. Thì bốn góc của nó như thế nào? Bốn góc ở góc trên này
Ngóc trên, thì như vậy thì nó thông với nào? Ngóc trên này, nha. Như vậy thì nó thông nào thứ tư? Nó sẽ là thông nào thứ tư với cổng cổng nào? Như vậy góc trên nó thông nào thứ tư với cổng nào? Cổng nào? Nha. Rồi chúng ta có cái góc dưới, thì như vậy thì nó thông với nào thứ tư? Gọi là ổng ổng trung tâm, thủy gai, trung tâm thủy gai. Còn ở hai góc bên thì như vậy là hai ngắt bên, của nào thứ tư, và ở đó thì chúng ta có hai lỗ bên, được chưa? Thì người ta nói rằng thì hai lỗ bên này cùng với một lỗ giữa thôi nha, lỗ giữa là một lỗ thôi, lỗ giữa hai lỗ bên lỗ giữa này, như vậy thì nối thông giữa nào thứ tư gọi là khoang giữ nhện bên ngoài này, khoang giữ nhện bên ngoài này. Và đây thì bạn thấy người ta có làm cái mũi tên thì lưu thông của dịch não não tủy và từ các cái não thất bên trong não bộ này, sau đó nó đi đi ra à, đi ra à, xin lỗi, không phải bên trong não bộ mà bên trong các phân chúng ta có các cái não thất bên, não thất ba, não thất tư, cộng não thất tư này đây đi ra khoang giữ giữ nhện, và nó liên tục khoang giữ nhện phía trên này, não bộ phía trên với ở phân tủy gai ở phía dưới này. Được chưa? Như vậy thì bên trong này đây chính là chứa dịch não, thì dịch não tủy, Bây giờ chúng ta xem từ các cái thành của não thất tư thì chúng ta có gì chú ý không? Ở đây xem thử, ha, chúng ta xem thử có gì. Thì ở đây thì về đầu tiên đó là thành sáu trên. Đây xin lỗi, thành sáu trên đây, thành sáu trên. Thành sáu trên á, hay là mái nào thất tư thì nó được tạo nên bởi màng tùy trên và màng tùy dưới, và ở đây đây thì chúng ta có gì? Tấm màng mạch, đó, tấm màng mạch, màng tùy trên thì như lúc này tôi nói đó là gì? Nó cắn giữa hai cái cuộn tiểu não trên, và nó đi lên trên gì? Lên trên gì mạnh gì? Đến gì? Đến trung não, nha, đến trung não. Ở màng tùy dưới, thì nó cắn giữa hai cuộn tiểu não dưới, và đây được liên tục bởi gì? Tấm màng mạch, được chưa? Tấm màng mạch, và từ tấm màng mạch này như vậy đấy chúng ta gọi là đảm rối màng mạch. Hai người ta để người ta phân biệt với các cái tầm rối ta các cái nào thất đấy là thứ ba, và đây là đảm rối màng mạch nào thất tư, đảm rối màng mạch nào thất tư. Và người ta nói rằng thì dịch não tủy lớn thì nó được tiết ra từ đảm rối các cái đảm rối màng mạch này, như phần này chúng ta học xong đảm rối màng mạch này, đây chúng ta gọi là đảm rối màng mạch não thứ tư, đảm rối màng mạch não thứ tư nha. Và cái đảm rối màng mạch này thì bạn thấy như vậy thì nó lôi vào bên trong lòng của não thứ tư, lôi vào bên trong lòng của não thứ tư. Màng tùy dưới thì bạn thấy như vậy thì mà hai bờ của, như tôi nói là hai bờ của tấm màng mạch, hai bờ của tấm màng mạch á, thì bạn thấy như vậy thì hai bên nó để nó gắn vào nó hành nào để nó tạo nên đó là sàn não thất tư. Đây là hai cái giải thực cảnh này, sàn não thất tư, và hai giải này thì bạn thấy như vậy thì nó gặp nhau ở dưới tại chi tiết này, người ta gọi đó là chốt não, người gọi đó là chốt não, được chưa? Và như vậy thì ở trên màng tùy dưới này đây chúng ta có cái lỗ giữa, nó về phía hai bên ở ngắt bên tại góc bên á, như vậy cần góc bên như vậy thì chúng ta có hai lỗ bên, nhắc đi nhắc lại là nối thông giữa não thất tư gọi là khoang dưới dưới nhện, thông não thất tư khoang dưới nhện. Bây giờ chúng ta qua thành thứ hai, đó là thanh trực dưới. Chúng ta có thanh thứ hai, đó là thanh trực dưới. Thanh trực dưới hai người đứng ngoài đó là nền nào thất tư, hai người đứng ngoài đó là nền nào thất tư, được chưa? Thanh trực dưới gọi là nền nào thất tư, gọi là hố hố trám. Thì phần này thì bạn thấy như vậy thì nó sẽ chia thành hai phần, đối xứng với nhau, qua rãnh rãnh giữa,
Trong thì ở vùng thiên đình này như vậy thì nó sẽ tương ứng với những cạnh nhân của giới thiên đình sò số số 8 của thiên đình gốc tái. Tương ứng ở đây thì như vậy thì chúng ta có gì ở chi tiết nào thì trong này đó, chúng ta có gì, có tam giác hạ thiệt. Dưới tam giác hạ thiệt thì chúng ta có tam giác lang thang, tam giác lang thang, tam giác thân kinh hạ thiệt đấy, tam giác thân kinh hạ thiệt, tam giác thân kinh lang lang thang, được chưa? À, rồi lên ở phía trên của tam giác hạ thiệt ở đây thì như vậy thì chúng ta đó, đó là lôi lôi mặt, lôi mặt, đó, phần lôi lôi mặt nha. Rồi và ngoài ra nữa thì ở đây thì thân trực dưới của trạm này đây chúng ta có chi tiết là gì, đó là người tôi gọi đó là các cái vấn tùy, các cái vấn tùy nào thứ tư, các cái vấn tùy của nào thứ tư này, đây là các sợi mà trên ngã học chéo, các cái sợi mà trên ngã học chéo. Và như vậy thì nó sẽ đi từ vùng thiên đình ở phía ngoài này, vùng ngoài, vùng phía ngoài này nha, sau đó nó đi vào vùng phía trong và rồi biến mất ở rãnh rãnh dừa, biến mất ở rãnh dừa. Đây là các vấn tùy của não thứ tư, như vậy là chúng ta đã nói đến về dạng phẫu của phần thân não và tiểu não, mà nói qua về đại cương về phần thần kinh nha. Như vậy thì theo kế hoạch thì tuần sau thì mẹ em thi vào, tuần sau mẹ em nghỉ đúng không, tuần sau mẹ